Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước khi đi vào chuyện bên lề với Việt Thảo ngày hôm nay, xin phép cho Việt Thảo được giới thiệu và cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chuyện bên lề của Việt Thảo. Mời các bạn cùng theo dõi phần giới thiệu. Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop. Và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái tất hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Hello các bạn, hiện giờ thì Việt Thảo đang có mặt ở trong hội chợ triển lãm quốc tế về ngành làm đẹp Cosmoprof ở tại Las Vegas. Năm nay Việt Thảo khám phá được một sản phẩm vượt trội trong ngành nail của năm 2019, đó là bột nhúng Nitro. Bột nhúng Nitro do công ty Nitro sản xuất có tên gọi là Nitro Healthy Dripping System. Tại sao bột nhúng Nitro là vượt trội hơn những sản phẩm khác? Nó có những cái hơn đặc điểm như thế này: mịn màng hơn, tự nhiên hơn, màu sắc chuẩn xác hơn, chất lượng ổn định hơn, giá cả nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn, đạt tiêu chuẩn an toàn hơn vì được làm và sản xuất tại Hoa Kỳ. Bột nhúng Nitro là sự chọn lựa tốt nhất cho các bạn của ngành nail. Nitro Healthy Dripping System, the best choice made in USA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần quảng cáo cũng như giới thiệu các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chuyện bên lề hôm nay. Và bây giờ là câu chuyện bóng ma đêm Thanksgiving của Vicky Vũ đã kể lại những cái câu chuyện ma xảy ra trong căn nhà mà Vicky Vũ đã thuê tại tiểu bang New Jersey ở tại Hoa Kỳ. Mời các bạn theo dõi cái lá thư của Vicky Vũ gửi cho Việt Thảo. Chú Việt Thảo kính mến, câu chuyện này do chính con đã trải qua từ những ngày đầu đến Mỹ và con chưa bao giờ đăng trên những diễn đàn nào cả. Sau đây con xin được chia sẻ. Con tên là Vicky Vũ. Hôm nay con viết email cho chú là đang lúc tại tiểu bang New Jersey, đang đón một trận tuyết đầu mùa nhưng rất lớn. Ngồi trong nhà nghe những chuyện ma chú kể và thêm cái khung cảnh mùa này tại những bang miền Đông Bắc nước Mỹ. Vào 4 giờ chiều thì bầu trời và cảnh vật đã bắt đầu chuyển màu xám dần và âm u. Cái cảm giác này làm con nhớ lại 12 năm trước đây, lúc con bắt đầu đặt chân đến Hoa Kỳ cùng gia đình theo diện đoàn tụ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện bóng ma đêm Thanksgiving do Vicky Vũ kể lại qua chuyện bên lề lần thứ 763 với Việt Thảo. Vào tháng 11 năm 2006, tức là chỉ cách khoảng 3 tuần trước ngày lễ Thanksgiving, con sang Mỹ cùng cha mẹ theo diện đoàn tụ do ông bà ngoại con bảo lãnh. Ông bà con có 8 người con đều định cư ở Mỹ, nhưng mà phần lớn các cô chú đã có gia đình, sống tại nhiều tiểu bang khác nhau. Do nhà ông bà ngoại chỉ có 2 phòng, một phòng lớn thì dành cho ông bà, và phòng còn lại thì dành cho chú Út, vì chú Út còn độc thân, ở với ông bà để tiện bề chăm sóc. Con cảm thấy rất bất tiện khi mà cha mẹ con vừa qua mà cả gia đình đều phải nằm ngủ ở ngoài sofa. Chính ông bà ngoại con cũng thấy điều đó, và ông bà ngoại có ngỏ ý là kiếm cho gia đình con một căn nhà nhỏ để thuê ở, nhưng mà cũng gần khu vực với ông bà ngoại.
Theo như gợi ý của một bác hàng xóm kế bên nhà, có giới thiệu cho gia đình con một căn nhà nhỏ mà chủ nhà là một bác người Việt Nam. Nhà chỉ cách nhà ông bà ngoại con khoảng 15 phút lái xe. Căn nhà nằm ở trong khu dành cho những người low income, mà giá thuê thì lại rất thấp. Ngày đầu tiên đến xem nhà, khi xe của chú Út con dừng ở cửa trước, thì trong lúc đợi chủ nhà đang trên đường tới, ba con và chú Út bước ra khỏi xe, đứng ở bực thềm hút thuốc. Mẹ con thì đi lên quanh ở bên ngoài ngôi nhà để xem, riêng con thì vẫn im lặng ngồi ở trong xe chờ đợi. Tiết trời tháng 11 cũng lạnh lạnh. Vào tầm 5 giờ chiều lúc đó thì trên đường đã vắng người đi bộ. Thỉnh thoảng chỉ thấy một vài chiếc xe chạy vụt ngang qua mà thôi. Ngồi ở trong xe nhìn thẳng vào căn nhà mà mình chuẩn bị dọn vào. Căn nhà này nhìn cũng khá cũ. Ở bên ngoài sơn màu trắng nhưng đã ngã chút vàng vàng, và sơn ở nhiều chỗ cũng đã bong tróc ra từng mảng theo thời gian. Phía sân sau lại có một cái cây lớn mà lá cũng đã chuyển màu vàng, đang rụng đi nhiều để trụi ra những cái tàn cây khô trước mặt của một cái cửa sổ phòng ngủ. Tự dưng trong người con có cái cảm giác bồn chồn khó hiểu. Cái cảm giác nóng nóng trong bao tử như có cái gì đó đang cào cào ở bên trong. Mà tay chân thì lại cảm thấy lạnh. Con thầm nghĩ chắc là từ bên Việt Nam mới qua nên không quen với thời tiết bên này mà thôi. Chờ một lúc sau thì chủ nhà cũng đến. Lúc mà chủ nhà mới tra chìa khóa vào cánh cửa chính để mở, thì ở bên trong con cảm nhận như là có một cái luồng gió ùa ra táp hẳn vào người con. Thêm vào đó là cái mùi ẩm của một cái căn nhà cũ mà đã lâu không có ai ở, khiến cho con hắt hơi vài cái liên tục. Khi bước vào nhà thì có một lối hành lang nhỏ, ở kế bên là phòng khách, và có một chiếc cầu thang gỗ dài đi lên phía trên dẫn thẳng vào nhà bếp. Kế cái nhà bếp là một phòng tắm nhỏ, có cả cái toilet. Còn đi lên tầng trên nữa là hai phòng ngủ. Thoạt nhìn thì căn nhà cũng phù hợp cho một gia đình nhỏ. Nhưng mà chủ nhà lại chọn những cái rèm cửa dày và màu thì tối, khiến cho căn nhà nhìn càng thêm âm u. Cha mẹ con cũng đồng ý là thuê căn nhà này, vì chủ nhà cũng rất vui vẻ và có ý muốn giúp đỡ cho gia đình con lúc mới qua. Giúp bằng cách là chỉ nhận tiền thuê nhà, còn tiền điện, tiền nước thì chủ nhà lo. Vào ngày đầu tiên dọn vào thì đồ đạc không có gì nhiều. Chỉ có một vài những thứ đồ dùng cần thiết. Ngay trong vài đêm đầu thì cả gia đình ngủ rất say và ngủ rất ngon. Lý do là vì mệt do cả ngày dọn dẹp. Ba mẹ con thì vài ngày sau đó phải đi làm. Ba mẹ làm việc ở tại một nhà máy lao động phổ thông bình thường, cũng không cần phải có chuyên môn. Họ rời nhà lúc trưa tầm khoảng 2 giờ chiều để kịp bắt chuyến xe đi cùng với nhiều người khác đến nhà máy. Làm ở đó 10 tiếng đến tối mịt mới về. Có khi tận đến 2 giờ sáng. Riêng con thì vẫn ở nhà để chờ được nhập học high school. Vì từ Việt Nam mới qua mà lại xin vào học giữa kỳ như vậy thì đành phải chờ để phía trường học chấp thuận. Con ở nhà một mình với cảm giác cô đơn, trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Lúc đó thì cũng chưa có internet. Trong nhà chỉ có một cái tivi nhỏ. Con chỉ xem đi xem lại những đài địa phương mà thôi. Căn nhà im ắng một cách lạ thường.
Tự dưng con cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang thiêu thiêu, bỗng nghe có tiếng có két, lặp đi lặp lại nhiều lần, của cái tiếng cửa phát ra ở tầng trên cùng, hòa lẫn với tiếng người đang cười, đang nói. Mà trong khi nơi đó là cái phòng ngủ, con nhớ là lúc xuống thì mình đã đóng kín lại rồi mà. Nhưng mà tại sao lại có tiếng mở đóng cửa kêu có két và tiếng người cười nói? Nhưng mà thôi, con cũng ráng đi lên để kiểm tra lại xem sao có chuyện lạ như vậy. Nhưng khi lúc lên đến nơi thì con vẫn thấy hai cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im ỉm. Như vậy thì cái tiếng có két ở đâu mà ra? Với lại nhà ở những bang có thời tiết khắc nghiệt như là New Jersey thì thiết kế nhà rất là kín gió. Con đứng ở hành lang gần bếp nghe ngóng một hồi, vẫn không thấy tiếng động lạ nào. Bèn đi xuống tủ lạnh, lấy chai nước uống ừng ực một hơi. Cũng không hiểu tại sao lúc đó cổ họng của con lại thấy khô và rất khát. Rồi bẵng đi khoảng một tuần sau đó, con bị bệnh, bệnh sốt và ho liên tục. Mẹ con nói là do không quen với khí hậu, vả lại ngay vào cái tháng bắt đầu sang đông. Trước lúc rời nhà thì mẹ có nấu cho con một nồi cháo rồi dặn là nhớ uống thuốc và khóa cửa cẩn thận. Chiều hôm đó, sau khi đã ngủ một giấc và cảm thấy trong người đỡ một chút, thì con mới xuống nhà bếp lấy cháo ăn. Trong lúc con lai quay kiếm cái muỗng, con thấy có cái bóng đen hay là cái gì đó mà nó mờ mờ ảo ảo không rõ hình thù vụt qua một cái rất nhanh, từ cửa nhà bếp ngang qua phòng tắm. Con ló đầu ra cửa nhà bếp nhìn theo, đồng thời con bật đèn hành lang lên thì cũng không thấy gì hết. Cũng vẫn cái không khí im lắng như ban đầu, mà lúc đó tim con nó đập thình thịch và có cảm giác như muốn rớt ra bên ngoài. Con ăn vội vàng chén cháo cho nó xong. Con chạy lẹ lên phòng, định thần nhìn lại. Suy nghĩ, chắc là vì mệt và mới ngủ dậy nên mới có cái cảm giác đó thôi. Thì đương suy nghĩ tới đó, bỗng dưng từ cửa sổ phòng cạnh ở giường ngủ có cái tiếng cộp cộp, như là có ai đó từ ngoài cửa sổ gõ mạnh vào cửa kính vậy. Con hoảng quá, con trùm mền kính người lại. Thì cũng ngay trong lúc đó, điện thoại cầm tay của con reo lên làm con giật bắn người. Thì ra đúng lúc đó mẹ con cũng từ nhà máy gọi về trong giờ giải lao hỏi thăm. Con có kể cho mẹ con nghe là ở nhà, con vừa mới thấy cái gì đó bay vụt ngang qua cửa nhà bếp. Nhưng mà mẹ con nói chắc là do con mệt mỏi nên khuyên con lo nghỉ ngơi thêm đi. Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì trong lòng con cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Con lại cảm thấy hai con mắt nặng trĩu sau khi uống một liều thuốc trị cảm cúm. Con ngủ đi. Khoảng 10 hay 11 giờ đêm thì con cảm giác lành lạnh ở trong phòng, nên con vội nhòi người ra, kéo thêm cái chăn nữa đắp lên người cho nó ấm. Lúc đó trong căn phòng con chỉ để một cái bóng đèn nhỏ cắm ở ổ điện ở trên tường cho dễ ngủ. Ánh sáng chỉ mờ mờ trong phòng. Thì trong cái bóng tối mờ mờ đó, trong khi con dối tay để kéo thêm cái chăn nữa đắp lên, con thấy ở phía góc tường bên trái rõ ràng là có một hình thù con người màu đen gầy gầy. Và trong cái ánh sáng nhỏ nhoi đó của cái bóng đèn ngủ thì con không thể nào nhìn thấy rõ được gương mặt, chỉ thấy là cái người đó có cái mái tóc ngang vai phủ xuống che kính, đang đứng nhìn mình. Con hoảng hồn, con dụi mắt rồi cố vối lên cái công tắc bật đèn
để bật công tắc lên thì lúc đó căn phòng sáng trưng. Con nhìn lại góc tường đó thì không thấy gì hết. Con sợ muốn khóc luôn, vội lấy điện thoại kêu chú Út qua chở đến nhà ông bà ngoại. Mà con nói gạt ở trong điện thoại là con đang bệnh, con chỉ muốn ngủ ở nhà ông bà đêm nay. Nhưng thực chất con không muốn ở một mình trong căn phòng đó thêm một phút nào cả. Trong lúc đợi chú Út đến, con bật hết đèn trong nhà rồi ngồi co ro trong phòng khách đợi chứ không dám lên lầu trên nữa. Sau khi chú Út về chở con đến nhà ông ngoại, ông bà ngoại nhìn thấy mặt con xanh xao mới hỏi chuyện. Con đã kể hết cho ông bà nghe. Vừa nghe xong thì bà ngoại chạy đi lấy sâu tràng hạt mà bà nói là đã xin ở nhà thờ về. Sâu chuỗi này do cha đã làm phép đưa cho con đeo. Riêng thì ba mẹ con lúc đó nói rằng trong người con đang bệnh nên mới thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Rồi ngày lễ Thanksgiving đến. Trong lúc chú Út chở ba và con đi mua sắm trong kỳ lễ vì có rất nhiều hàng đang sale, mẹ con ở nhà nấu nướng một mình để chuẩn bị đem thức ăn sang nhà ông bà ngoại ăn tiệc Thanksgiving. Trong lúc đang ở dưới bếp một mình, mẹ nói là bà có cái cảm giác như là có ai đó đang đứng phía sau nhìn. Nhiều lần bà quay lại nhưng mà cũng không thấy ai. Bà nghĩ cũng đúng thôi, vì có một mình ở nhà mà, thì đâu có ai. Nhưng mà cái cảm giác rõ ràng là như có ai theo dõi mình rất là gần, đứng rất gần, đang nhìn mình. Rồi bỗng dưng bà nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang gỗ đi lên. Tiếng bước chân đến gần, bà nghĩ là mọi người đã đi về. Nhưng có một điều lạ là nếu mọi người có về thì phải nghe cái tiếng cửa chính bên ngoài mở trước. Đằng này không nghe cửa mở, mà tại sao lại có tiếng chân đi? Thế là mẹ mới thò đầu ra ngoài cửa nhà bếp nhìn xuống cầu thang gỗ. Mà ở phía bên dưới là phòng khách, thì đèn đã tắt từ lâu rồi. Khi nhìn xuống thì bà giật bắn mình lên vì thấy có ai đó với dáng dấp gầy guộc đang đứng ở phía cuối cầu thang nhìn lên. Trong cái bóng tối mờ mờ, cái bóng đen ấy không để lộ rõ khuôn mặt, nhưng hình như là đang cười, vì mẹ thấy rõ ràng lộ ra cái hàm răng trắng toát. Cái bóng đen đó trong bóng tối lù lù nhìn lên với hàm răng trắng toát, nở một nụ cười để nhìn. Trong cơn hoảng hốt, bà chỉ la lên một tiếng: "Ai đó?" Rồi chạy tới bật đèn hành lang lên, nhìn xuống thì không thấy ai hết. Chạy xuống phòng khách bật đèn lên, vẫn không thấy. Mặc dầu là không thấy ai, nhưng mà trong lòng bà cũng đã biết được thứ mà bà đã gặp là gì rồi. Nên bà lẳng lặng kêu mọi người về nhà. Năm đó là ngày lễ Thanksgiving đầu tiên của con tại nước Mỹ. Ngồi quây quần bên nhà ông bà ngoại, sau khi mọi người đọc kinh và cầu nguyện xong, là một bầu không khí nặng trĩu khi nghĩ về những gì đã diễn ra tại căn nhà đó. Mọi người nhất quyết với nhau là phải dọn đi. Ba con cũng đã bị thuyết phục, mặc dù ông chưa từng thấy gì hết. Hai ngày sau, cả gia đình con liên lạc với chủ nhà, thông báo với họ là sẽ dọn đi. Nhưng mà không ai nói là đã thấy ma. Nhưng có một điều lạ là cái cách mà lúc chủ nhà nhận lại chìa khóa, nhìn thái độ của ông, con lại cảm giác dường như ông cũng đã biết lý do tại sao mà gia đình con muốn dọn đi chỗ khác. Sau đó thì gia đình con thuê một cái apartment cách đó không xa. Rồi sau đó con cũng được đi học high school. Trải qua thời gian với những bộn bề trong cuộc sống,
thì mọi người cũng dần quên hẳn câu chuyện tại căn nhà mà mình đã thuê ngày đầu tiên qua Mỹ. Riêng con hôm nay nhớ lại, vẫn không sao quên được cái cảm giác lúc đó. Giờ kể lại cho chú nghe, thì con có cảm tưởng như là sự việc mới vừa xảy ra vậy. Cái bóng đen đó là ai? Và vì sao lại hiện diện trong căn nhà đó? Tất cả đến bây giờ đều không ai biết. Mà lúc đó mọi người không ai muốn tìm hiểu, chỉ muốn là rời khỏi ngay căn nhà đó vì cái sự sợ hãi, cái nỗi sợ hãi khi chứng kiến. Cho nên mọi người chỉ mong đi nhanh càng sớm càng tốt. Chú Việt Thảo kính mến, câu chuyện con kể cách đây đã 12 năm rồi. Khi lúc kể lại con vẫn còn cảm giác sợ hãi như lúc đó. Và ngay bây giờ, mỗi một lần con viết, con đều sợ rằng xung quanh phòng con bây giờ, biết đâu nó lại xuất hiện. Nơi đến đây con rùng mình, người nổi gai ốc hết. Con ơi, con làm chú cũng rùng mình nổi gai ốc theo nè. Vì hiện giờ khi chú đang đọc lại câu chuyện của con, không biết nó có ở đây hay không. Nó có xung quanh mình không? Hồi nãy chú cũng giật mình một lần vì có nghe một tiếng động lạ ở trong phòng. Nhưng mà chỉ thoáng qua rồi thôi, không có kéo dài. Cho nên trong lúc kể chuyện, có thể có những người nào đó ở xung quanh chúng ta đang cùng thưởng thức với chúng ta. Rất là welcome. Mong là không có gì làm cho mình giật mình, có phải không nè? Con làm chú cũng rùng mình theo. Mà tại sao trong khi tôi nói chuyện, mắt thì nhìn vào cái điện thoại, mắt nhìn lên màn ảnh của cái computer, mà trong ánh mắt tôi chung quanh vẫn thấy lởn vởn đậu đầy con ngược. Các bạn biết cảm giác tôi sợ lắm chứ. Và em viết tiếp. Nhân dịp Thanksgiving sắp đến, chúc chú Thảo dồi dào sức khỏe và có một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Ký tên là Vicky Vũ. Chú cảm ơn Vicky Vũ đã kể câu chuyện thật mà cháu đã trải nghiệm trong ngay cái dịp lễ Thanksgiving này, cũng là kỷ niệm 12 năm con đã đến Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện Bình Lề với Việt Thảo. Và cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục theo dõi những phần quảng cáo, những giới thiệu về các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chuyện Bình Lề của Việt Thảo. Thank you and happy Thanksgiving. I love you. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện Bình Lề của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Người thợ nail tỉ mỉ, chăm chỉ, đem hết kỹ năng của mình làm sao cho khách được hài lòng để giữ vững cái job của mình. Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình có một đội ngũ chẳng những vững mạnh, còn có những sản phẩm tốt nhất, tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình. Còn những chủ nail supply, họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp,
mà họ cần những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, độc đáo nhất để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi. Và từ đó, những người dày dạn kinh nghiệm trong ngành nail đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm vượt trội của năm 2019 do công ty Nitro sản xuất. Và một trong những sản phẩm vượt trội đó chính là bột nhúng Nitro, còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm vượt trội trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA, hãy vào website www.nitronails.com hoặc gọi điện thoại. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London, Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nail. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.